Rồi em chào các cụ nhá. Đang có hai xe Kazen. Một em thì 2009, một em thì 2007. Xếp cạnh nhau đây tiện quay cho các cụ luôn. Em 2007 này thì mới quay rồi. Em 2007 mới quay xong. Trang bị thì nhiều. Cửa nóc rồi là 7 chỗ. Con này thì 7 chỗ. Khác với Innova cái thì nó có 8 chỗ. Con này thì được lên cam lùi màn hình. Con này thì chưa có gì, đầu đài vẫn zin. Cửa đang đóng. Quay này thôi. Đầu đài vẫn zin. Ghế da màu đen. Em bên này thì ghế da màu ghi. À màu kem. Thì là một em là 239 triệu. Một em thì 262 triệu. Tại vì sao mà em 239 triệu này mà đời 2009 kém hai đời mà lại rẻ hơn? Thì nó do cái chất xe nhá. Các cụ nào mà quay xem kênh em rồi, đã đăng ký kênh em rồi thì biết xe có như nào em sẽ tải như thế nhá. Nó 2009 mà 239 triệu. Nó là do cái chất xe. Còn em này 2007 mà tận 262 triệu cơ. Khác nhau. Khác nhau nhá. Hai xe thì đều lướt sơn màu bạc. Em bên này thì số sàn. Lên cái bộ ghế da này nhìn yêu. Bộ ghế da này nhìn đẹp. Đằng sau gập xuống rồi. Trong xe thơm nức. Mình rất thích cái Kazen này là hàng ghế sau cũng có bệ tì tay cho hai người. Bệ tì tay cá nhân luôn, cho hai người luôn. Mà đằng sau, hàng ghế đằng sau ấy, đầy đủ chỗ hộc để đồ rồi là điện thoại các thứ. Con này lên cái trần này chống ngóng được 3D cái gì đấy. Cửa sổ trời. Chất xe nó vẫn cứ khác nhá. Hai em đều là số sàn. Máy 2.0. Thì máy 2.0 dành cho cái đội này thì rất là đủ dùng nhá. Mình đi 7 người đi 2.0 tiêu thụ nhiên liệu khoảng tầm 10 lít. Nhà em chỉ có một em máy dầu thôi. Nhưng mà máy dầu không ở đây thì em cứ quay hai em này. Nước sơn màu bạc. Nói chung là nó xem xem nhau ấy mà. Nhưng mà giá tiền thì nó hơn nhau nó khoảng tầm 3 chộp. Hơn nhau 3 chộp. Lớp sơn thì màu bạc. Hai em đều được lốp mới nhá. Hai em đều có hai bộ lốp mới, bộ vỏ mới. Em bên này thì hơi xịt lốp rồi, lúc nào bơm lại. Đăng kiểm thì còn dài. Em này đăng kiểm đến tháng 2 năm 2022 cơ. Em này đến tháng 6 là hết rồi. Bác nào lấy em này thì em nhận khám lại nhá, nhận đăng kiểm lại. Mà được cái cho các cụ lợi thế. Em này đã rẻ hơn rồi nhưng mà lại được cái biển Hà Nội. Cho các cụ về đỡ mất 20-30 triệu. Giờ tiền sang biển chi phí nó cũng đắt. Thì các cụ nào mà ở Hà Nội vùng xa, vùng xiếc hoặc là Hà Nội, Hà Tây, Hà Tiếc đấy thì là lấy những cái em như này thì là hợp lý này. Cụ nào mà chạy dịch vụ thì biết này, vẫn được. Dòng này chạy dịch vụ vẫn được, hai xe đều được. Bên này thì được trang bị thêm cam hành trình. Còn là nội thất thì các cụ biết rồi đấy. Nó công dụng nó rất là cao. Em bên này thì biển Hải Phòng thôi. 2007 262 triệu. 2009 là 239 triệu. Mời các cụ qua Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng xem xe nhá. Em vẫn giao những cái em này đi toàn quốc, vẫn giao toàn quốc nhá. Các cụ cứ ở nhà thôi, nhận xe dịch dã này đi lại ít thôi. Đặc biệt các cụ trong miền Nam nếu mà yêu thích em này thì em vẫn cứ chuyển vào bình thường nhá. Vẫn chuyển vào bình thường. Mình em chuyển bằng xe lồng vào đến tận nơi, nhiều khách mua của em biết rồi. Xe thì chuyển lồng vào tận nơi luôn, các cụ ở nhà em nhận khám, nhận đăng kiểm lại cho mới cứng. Thế là cũng là lợi thế. Về Sài Gòn nó không mất tiền nữa. Không mất tiền biển nữa. Không biết là chỗ các cụ là xem kênh bây giờ là đang dịch dã nó như thế nào. Nhưng mà chỗ em là bây giờ Hải Phòng nó vẫn cứ bình thường. Mình vẫn cứ đi lại bình thường, không ảnh hưởng gì cả. Chỉ có cái là mình đi lại ra các tỉnh đấy thì nó khó khăn hơn thôi. Thì là cũng có nhiều khách muốn xem xe mà xuống không được. Thì cái đấy là do thời tiết, do dịch bệnh rồi. Ai cũng phải chấp nhận. Các cụ mà xem kênh của em nhá thì đăng ký kênh để lại bình luận phía bên dưới. Xem một em 2009 mà 239 triệu, một em 2007 mà 262 triệu. Chênh nhau 30 kém nhau 2 đời nhá. Em đời cao thì lại rẻ hơn, để lại bình luận nhá, xem giá cả nó như thế nào. Các cụ thể lại để lại bình luận nhá. Like và để lại phía biểu tượng chuông. Video ra cái là các cụ xem được ngay. Thì xe em rất nhiều.
đợt này cũng về ít xe. Đợt trước em quay em hay nói là bảo là xe về rất nhiều, nhưng mà đợt này thực sự là đang về ít xe này. Thì là các cụ mua xe vào cái tầm này nhá, đã được cái giá là hợp lý rồi, mà lại còn mặc cả tới tới cái thôi là cho em nó tách đàn ngay, đến duyên đến số cái là cho tách đàn ngay, mà cả vừa vừa tới cái bán ngay. Đi mua xe tầm này rất lợi thế này, nó vào tháng 7 thôi nhưng mà nó rất lợi thế ở cái điểm đấy nhá. Mình đi mua tầm này thì nó sẽ lợi thế hơn là vào cái mua vào cái tầm trước Tết, giá nó sẽ cứng hơn, nó sẽ ngược giá hơn. Nhưng mà tầm này là rất là hợp lý rồi. Các cụ xem kênh em thì thấy ai có xe muốn bán hoặc là người thân bạn bè gì có xe muốn bán thì liên hệ cho em nhé. Em đào báo lại số điện thoại em là Luân Tùng Hải Phòng. Thì em có thu mua xe cũ, các cụ nào có người thân bạn bè gì muốn bán xe thì liên hệ cho em nhé. Em sẽ có một phần hoa hồng, gọi là phần một phần nó vui vẻ cho anh em xem kênh và đăng ký kênh ấy, thì là sẽ có một phần hoa hồng cho anh em khi mà giới thiệu mua được xe hoặc là em bán được xe thì đều có hoa hồng nhá. Đấy cũng là rất vui thôi. Em vẫn giao hai em này toàn quốc, các cụ xem kênh đăng ký kênh nhá. Ngoài một em 2009 239 triệu, một em 2007 262 triệu, liên hệ số điện thoại 0907719111. Em ở Luân Tùng nhé, hai em đều số sàn máy 2.0 nước sơn màu bạc. Cảm ơn anh em.